Trân trọng kính chào quý khán thính giả của phố Bonsai TV. Andrew rất vui được gặp lại và có một chương trình tóm tắt thông tin trong tuần vừa qua gửi đến cho các bạn. Andrew thông báo với các bạn rằng rất xin lỗi là hôm weekend vừa qua Andrew có đến 4 bài thi rất là quan trọng, cho nên không có làm kịp chương trình để gửi đến cho các bạn những thông tin rất là nóng hổi. Do vậy thì ngày hôm nay cũng không phải là kém phần nóng hổi đâu, bởi vì chương trình của chúng ta sẽ có những tin tức rất là hấp dẫn. Trước tiên là phần họp báo của bà Jen Psaki của thư ký báo chí Nhà Trắng về rất là nhiều vấn đề, nhưng mà có một cái thông tin liên quan đến vấn đề di trú và được phóng viên phải nói là phỏng vấn tới tấp và tấn công tới tấp về vấn đề di trú và chính sách di trú của ông Joe Biden hiện tại. Andrew trân trọng kính mời các bạn trước tiên xem qua video của họp báo đó, và phần thứ hai thì Andrew cũng trình bày cho các bạn một cái video mà Andrew có cơ hội để được thăm vùng biên giới của Hoa Kỳ và Mexico năm 2019. Tại vùng biên giới đó, Andrew có cơ hội được tiếp cận lần đầu tiên cũng như là vùng khu vực cắm vào của Nội An Hoa Kỳ, được tiếp cận rất là gần gũi với bức tường biên giới rất an toàn đẹp đẽ do cựu tổng thống Donald Trump đã dùng rất là nhiều và vận động nhiều ngân quỹ khác nhau để có thể hoàn thành được cái dự án phải nói là để đời này. Và cái dự án đó ngày hôm nay như thế nào, chúng ta cũng cần phải xem xét qua video đó, cũng như một cái bài phỏng vấn ngắn đối với anh Michael Võ, là người có cùng trong chuyến đi với Andrew. Tại chuyến đi đó thì Andrew cũng gặp mặt rất là nhiều các quan chức của Hoa Kỳ dưới thời nội các của cựu tổng thống Donald Trump, và đã có sự trao đổi khá thú vị. Andrew kính mời các bạn cùng theo dõi qua video thứ hai. Trong phần thứ ba thì Andrew sẽ gửi đến cái nhận xét mới và tin tức mới nhất được đưa ra từ tờ Epoch Times, nói về cái chi phí đã được chi ra cho những chương trình di trú bất hợp pháp của Hoa Kỳ hiện nay là bao nhiêu tiền. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Cảm ơn cô Jen. Vậy bây giờ các nhân viên tuần tra biên giới ở thung lũng Rio Grande đang để cho những người di cư bỏ đi mà không hề đưa ra thông báo ngày ra tòa. Có phải chính sách nhập cư ngày càng giống dựa trên hệ thống tin tưởng không? Đó là một mô tả không chính xác về những gì đang diễn ra ở biên giới. Không có sự thay đổi về chính sách nào cả. Biên giới vẫn đóng cửa. Các gia đình và người lớn độc thân đang bị trục xuất theo tiêu đề 42, và họ không nên cố gắng vượt biên bất hợp pháp nữa. Một số trường hợp ít thì một vài gia đình không thể trục xuất. Họ sẽ được kiểm tra và cách ly khi cần thiết và được vào thủ tục để định nhập cư. Trong một số trường hợp khác, nếu các gia đình được đưa vào các thủ tục trục xuất, thủ tục cũng được tiến hành ngay. Vì vậy, nếu gia đình sắp bị trục xuất và họ đang chờ trục xuất, họ không cần ngày ra tòa và không cần thông báo ra tòa, vì đã được xác định rằng họ sẽ được đưa trở lại đất nước của họ. Đôi khi chúng ta mất thời gian là để đảm bảo có phương tiện vận chuyển thích hợp và các thủ tục sẵn sàng để thực hiện điều đó. Nhưng nếu Bộ trưởng Nội An nói rằng biên giới được bảo đảm an toàn, thì biên giới bị đóng cửa sẽ xảy ra trong trường hợp như thế nào nếu những người di cư này đang được xử lý ở phía bên này của biên giới mà không phải bên kia của biên giới? Một lần nữa, có rất ít trường hợp có gia đình và họ không thể bị giữ ở Mexico. Những người được xử lý xét nghiệm ngay biên giới, hầu hết tất cả những số của họ được trở về đất nước của họ. Đó là những trường hợp hạn chế và nó chắc chắn không phải là sự mô tả chính xác của chính sách tổng thể. Hai năm trước, ông Biden nói, chúng ta là một quốc gia. Nếu bạn muốn chạy trốn khỏi sự chống đối ở nước sở tại, bạn nên đến Hoa Kỳ. Bạn xứng đáng được lắng nghe. Đó là cách con người Hoa Kỳ đối xử với di dân. Và bây giờ thì bà lại nói rằng ông ấy nói bạn đừng đến nữa. Tại sao ông ấy thay đổi quan điểm trước đây khi ông đi
trách vận động tranh cử. Tôi nghĩ rằng đôi khi có một số ngôn ngữ được sử dụng bởi một số người không hoàn chỉnh, bao gồm người cả ngữ cảnh, và nó không đầy đủ trong nhận xét. Tôi nói rằng ông ấy vẫn tin rằng đất nước của chúng ta vẫn là một nơi có quy trình tị nạn ở biên giới, nơi những người được xem xét và trải qua một quy trình thích hợp, những người đang trốn truy nã, những người được xem xét tình trạng nhập cư, vân vân. Đó là quy trình đã bị hư hỏng, nó đã bị phá hỏng bởi chính quyền trước đây, và ông ấy đưa ra một quy trình tốt hơn thông qua dự luật nhập cư và các bước bởi Bộ phận An ninh Nội địa và Bộ phận Sức khỏe Công chúng để chúng ta có thể cải thiện môi trình đó và làm cho nó hiệu quả hơn. Chúng ta cần thời gian. Tổng thống nói rằng ông ấy đã nói với chúng tôi ngày hôm qua rằng ông ấy đã nghe và thấy những hình ảnh này, những hình ảnh phải không? Vâng, có rất nhiều lần ông ấy được thông báo và đang rất hỏi rất là nhiều câu hỏi với cái đội ngũ làm việc. Vì vậy, mối quan tâm của ông ấy sẽ là gì? Về việc đây là một sự kiện rất là siêu lây lan, nơi bạn đang có 400 đứa trẻ nhát vào trong một cái phòng chỉ có thể có sức chứa 260. Những đứa trẻ này được kiểm tra sức khỏe đầy đủ. Nếu chúng ta cần được cách ly, chúng sẽ được cách ly. Chúng tôi cũng tuân theo các quy tắc CDC để đảm bảo rằng chúng được an toàn. Một trong những lý do khiến chúng tôi mất thời gian đó là một số nhà tạm trú mở cửa cho các những trẻ em lớn hơn. Đó là bởi chúng tôi muốn tuân theo những quy tắc CDC và giữ cho chúng nó hoàn toàn an toàn. Vậy có nơi nào trên đất nước Hoa Kỳ khác mà nó sẽ ổn khi có 400 người được nhốt trong một không gian 60 người không? Một lần nữa, Peter, chúng tôi đang theo dõi, tuân thủ chặt chẽ các nguyên tắc CDC. Đó là lý do tại sao mà chúng tôi mở thêm các cơ sở. Tôi xin phép, nếu có thể được, cho phép những hướng dẫn CDC nói rằng bạn có thể cởi mở với những gì bạn đang ở nơi trú ẩn. Bạn đang nói về nhân viên cục trơn biên giới, không phải, xin lỗi, không, tôi xin lỗi, tôi hiểu lầm. Tôi nghĩ rằng mục tiêu của chúng ta là phải di chuyển. Đây là một trong những lý do quan trọng hàng đầu đối với ông Tổng thống và chính quyền này. Chúng tôi muốn di chuyển những trẻ này càng nhanh càng tốt qua khỏi những cơ sở này và những nơi tạm trú, nơi chúng có khoảng cách an toàn, sau đó chuyển chúng vào những ngôi nhà có khoảng cách an toàn. Và chúng tôi lo ngại về các tác động đến sức khỏe cộng đồng. Đó là lý do tại sao chúng tôi đưa ra một số chính sách để đẩy nhanh quá trình này. Ngay ở điểm đầu tiên, chuyện này đã không làm được, và đó là một phần của chính phủ liên bang mà các bạn phụ trách đó. Một lần nữa, tôi nghĩ rằng tôi đã vạch ra cho bạn cụ thể, thậm chí một số bước mà chúng tôi đã thực hiện và chúng tôi đang tiến hành xử lý nhanh chóng ở biên giới để đảm bảo rằng chúng tôi tiến hành nhanh tiến độ và những phương tiện tuần tra biên giới này không dành cho trẻ em. Chúng tôi muốn di chuyển chúng vì một phần đông đúc và một phần không có chương trình học hành, cơ sở y tế hoặc những nguồn lực lượng khác. Chúng tôi tin rằng những đứa trẻ này nên được tiếp cận. Đó là nơi mà tất cả sự tập trung của chúng tôi và lý do chúng tôi đang nỗ lực để xúc tiến những thứ chúng tôi có kế hoạch. Chúng ta đang thực hiện nó. Chúng tôi tin rằng chúng tôi sẽ thành công. It's the war in construction right now. So, majority of people, 99% of people out there, are not going to get to the top of this wall and say, "I think I can do it." They're just not. It's not going to happen. You're my dear. Yeah, you're not going to get your family's crossing here. This is going to absolutely deter them. We totally get that there's going to be your 21-year-old, 22-year-old hopped up on that that's going to try and climb it and get over. We get that. That's not the demographic of people that we're trying to stop. We know that a wall is not 100% effective. It's never been. No wall is 100% effective. But we just have to have the ability to stop them long enough for us to respond to the area with the use of technology, linear ground detection technology, sensors, and other things like that. And the fact that you can see through it. Yeah. So you can basically can see through, huh? You can see through Mexico on the other side. Cái này là cái hàng rào của bức tường mà Tổng thống Trump đang muốn dựng lên để gọi là chống lại những người dân cư lậu từ Mexico và rất là nhiều nước. Ở đây có cả quân đội xuống giúp để xây dựng luôn. Ở đây là cái bức tường họ đang làm kéo dài ra. Cùng đi với chúng tôi trong chuyến này thì có Michael Võ, anh cho biết cái
cảm nhận của anh như thế nào về chuyến đi này? Đến đây thì mới thấy được cái những cái hình ảnh mà những người nhập cư vào nước Mỹ, là những cái người lính Border Patrol làm việc như thế nào. Có lẽ những cái gì mà chúng ta nhìn thấy trên TV hay là những cái hình ảnh mà mình đọc trên báo nó không có trung thực lắm. Ngày hôm nay thì qua những cái hình ảnh mà họ được trao thì tôi nghĩ là mọi người cũng sẽ dần dần thấu hiểu rằng đây là một cái crisis, một cái sự mà đang làm cho lũng đoạn trong cái kinh tế Mỹ trong một thời gian sắp tới, là tại vì không phải những người mà qua vượt biên qua nước Mỹ từ Mỹ, từ Guatemala, từ El Salvador, chính bản thân họ cũng là những nạn nhân. Họ đã được những tập đoàn buôn người dụ và hứa hẹn một cái tương lai sáng lạng. Và ngày hôm nay thì qua cái luật mới ở Mỹ là bất cứ một người làm vượt biên mà có đem một cháu nhỏ dưới 18 tuổi thì US Border Patrol bắt buộc phải thả họ ra trong vòng 21 ngày. Và khi mà thả họ ra như vậy thì họ sẽ biến vào tất cả những cộng đồng dòng người của Hoa Kỳ ở trên nước Mỹ và sẽ không bao giờ kiếm họ ra. Wow. Và trong năm 2018 thì tại border ở Yuma có 21.000 người bị bắt. Nhưng mà trong năm 2019 đến thời điểm này là chỉ mới tháng 6 thôi thì đã có hơn 61.000 người bị bắt. Với cái lượng người mà nhập cư bất hợp pháp như vậy thì chúng ta thấy là cái viễn cảnh mà những người nạn nhân và những người vượt biên đến Mỹ lậu và sẽ tạo ra một cái sự khủng hoảng của tất cả những thành phố nằm ven, đúng rồi, những cái vùng biên giới border và để vào nước Mỹ từ cái biên giới Mỹ. Cảm ơn anh về những thông tin này và chắc chắn là sẽ tiếp theo trong những cái câu hỏi mới khác để cập nhật cho đồng hương Việt Nam của chúng ta, nhất là ở quận Cam và các nơi trên thế giới, để biết được cái thực tế cuộc sống và cái tầm quan trọng mà Tổng thống Trump đã nói với chúng ta trong cái chiến lược ngoại giao của ông. Đây không phải là một cái đất nước không có tình yêu thương. Chúng tôi đã thấy họ có rất là nhiều cái công việc đã làm, những cái đường hầm. Chúng tôi đã thấy Hoa Kỳ đã có rất là nhiều cái trying to see if we can drive under there. I think I can answer that question. Cái tổ chức phi chính phủ đó, they're checking to see if the vehicles will fit under there. Có rất là nhiều mục sư của các giáo hội, các hội thánh Tin Lành Mỹ đang đi chung trong chuyến đi của chúng tôi để cùng tìm hiểu thêm về cái nhu cầu này và cập nhật cho cộng đồng để thấy, để cho quý vị biết rằng chúng tôi rất là quan tâm. Và con cái của Chúa, chúng ta cần có tình yêu thương, nhưng mà tình yêu thương là một lẽ, nhưng mà chúng ta cần phải có sự tôn trọng trong pháp luật của Hoa Kỳ. Và Hoa Kỳ là một đất nước yêu thương, họ có thể sẵn sàng bỏ hàng tỷ đô la để giúp đỡ các nước trên thế giới, nhưng mà những cái tình trạng này nó cũng cần phải được đặt dưới tình trạng khẩn cấp. Thì nếu không có quản lý những người này, cái quan trọng là những người xấu họ sẽ đưa vào drug xuất viện và sẽ drug con cái của chúng ta, gia đình của chúng ta, con cái của chúng ta đi học, nó sẽ bị xuất viện, từ từ nó sẽ biến đổi một cái thế hệ trở nên một cái thế hệ nghiện ngập, và đó là do từ phát xuất từ chỗ này. Đây là cái cổng entry của St. Louis 2. Chúng ta đang ở bên phần đất của border của Mexico và Hoa Kỳ. Để quay trở lại với chương trình mà Andrew vừa trình bày cho các bạn, chúng ta thấy rằng trong cái video của họp báo của báo chí Nhà Trắng ngày hôm nay có một số cái nhận định như sau, và
Jen Psaki nói về chính sách của ông Biden và nó có sự thay đổi rất là lớn, hầu như nếu mà không muốn nói rằng nó 180 độ. Vì trong các cuộc vận động tranh cử của ông Joe Biden cũng như đảng Dân Chủ liên tục nói trên miệng rằng các bạn là những di dân ở khắp nơi trên thế giới, các bạn cần được lắng nghe, các bạn cần được đối xử tử tế, các bạn cần phải được chăm sóc, các bạn cần được chúng tôi yêu thương như các bạn, vân vân và vân vân. Nhưng mà cho đến ngày hôm nay, với cái sự bùng nổ của Covid cũng như và chương trình vaccine vẫn chưa được hoàn tất tại Hoa Kỳ và các căn bệnh đã được gia tăng rất là nhanh chóng và cái tỷ lệ tử vong vẫn còn là ở một cái con số rất nguy hiểm. Hoa Kỳ vẫn chưa được mở cửa tự do và nền kinh tế của chúng ta vẫn còn đang hạn hẹp rất nhiều. Rất là nhiều các quận hạt tại ngay cả Nam Cali đây vẫn còn bị hạn chế rất là nhiều. Như vậy thì cái lời mời của ông Joe Biden cho những người di trú bất hợp pháp kia có còn được hiệu quả nữa hay không? Thì kính thưa các bạn, rõ ràng là ngày hôm nay chính sách đã bị thay đổi và trong tuần vừa qua chính ông Biden cũng đã nói rằng don't come, hãy ở nhà đi, các bạn đừng đến nữa, bác đừng đến đây nữa. Như vậy thì chuyện gì sẽ xảy ra và tất cả những cái gia đình đã đi hàng trăm nếu không nói là hàng ngàn dặm nghe lời ông Joe Biden bỏ nước của mình ra đi để đến với Hoa Kỳ nhồng hồng mâm rằng sẽ có được một cái sự đối xử tử tế. Và rất là nhiều các video trên mạng đã cho chúng ta thấy rằng có nhiều người họ được thông báo rằng là ông Joe Biden nói hãy đến đi thì họ đã bỏ nhà bỏ cửa, kéo cả con cái tùy tùng, thuê một xe thồ, xe ngựa đi bộ, xe lam, xe xích lô máy, kéo nhau đến hết trên cả biên giới. Và bây giờ phải nói là tập trung cả hàng, gần như là hàng trăm ngàn và hàng triệu người đang đứng chờ ở biên giới để bước vào. Chúng ta thấy đây là một cái sự rối ren trong vấn đề chính sách Hoa Kỳ. Và hiện nay thì chúng ta thấy thư ký Nhà Trắng cũng đã rất lúng túng, phải nói là cực kỳ, và thậm chí là rất bực mình khi bị anh nhà báo Peter phỏng vấn tới tấp. Điều mà chúng ta rất là thắc mắc đó là tại sao ông Joe Biden lại phải đưa ông vào một cái thế kẹt như vậy, trong khi đó đất nước Hoa Kỳ của chúng ta ngày hôm nay vẫn chưa mở cửa và nền kinh tế của chúng ta đang cần phải được chăm sóc, thì thay vào đó chúng ta phải chi phí rất nhiều tiền và chúng ta lại phải đối diện với một cái gánh nặng nữa. Mà chưa kể hết nha, nó còn là cái sự trà trộn của những kẻ gọi là tội phạm nè, rồi những cái người buôn bán ma túy, rồi vũ khí, rồi làm cướp bóc, cướp giật, rồi hiếp dâm, tính cưa các loại, và nó sẽ dẫn đến một cái tình trạng rất là hỗn loạn tại vùng biên giới. Chúng ta thấy đó, thư ký của Nhà Trắng đã hoàn toàn lúng túng khi anh phóng viên nhà báo đã hỏi thăm tại sao lại là có một cái nơi phòng nhỏ xíu chứa được có 260 đứa, một cái khu vực trong cái khu vực đó mà lại chứa đến 400 đứa như vậy. Và hồi xưa đó thì khi dưới thời tổng thống cựu tổng thống Trump thì họ cho rằng ông cựu tổng thống Trump đã nhốt những đứa trẻ trong những chuồng gà, và bây giờ thì như thế nào, những cái căn phòng này nó còn hơn là tù túng và nó chật chội và nó cũng thiếu vệ sinh cũng như là biện pháp y tế để có thể chăm sóc cho các trẻ em. Chúng ta thấy đây là một cái sự chẳng đặng đừng, một cái tình huống mà ông Biden đã khiến cho chính quyền của ông gặp phải một sự rắc rối và một sự chống cự rất là nhiều từ các phía đảng Dân Chủ cũng như là đảng Cộng Hòa. Và bây giờ dưới cái áp lực đó thì ông lại thay đổi chính sách của mình và nói họ rằng hãy đừng đến nữa. Như vậy thì nếu sau này những cái con người này họ đổ thừa rằng vì ông Biden mà họ đã tốn tiền đi từ rất là xa, bỏ cửa, bỏ nhà hết tất cả như vậy, họ đổ thừa là ông Biden đã hứa hẹn họ một cái điều không đúng và là mất thể diện của một đất nước Hoa Kỳ, thì ai sẽ là người chịu trách nhiệm đây? Ngay cả ngày hôm nay thì kính thưa quý vị, là báo Bloomberg cũng cho chúng ta biết rằng nước Đức, bà Angela Merkel cũng đã khẳng định rằng nước Đức sẽ tiếp tục đóng cửa của họ cho đến ngày 18 tháng 4. Kính thưa quý vị, đó là một thông tin mới nhất mà Andrew vừa nhận được. Như vậy thì nói về xét phương diện chung của Hoa Kỳ, về vấn đề ngoại giao trong tuần vừa qua thì chúng ta thấy ông Biden đang đứng ở một cái trận chiến lớn hơn nữa, không những chỉ là vấn đề di trú tại Hoa Kỳ nhưng mà vẫn về vấn đề trận chiến ngoại giao. Trong cuộc họp giữa Hoa Kỳ và Trung Cộng tại tiểu bang Alaska thì chúng ta cũng thấy có rất là nhiều vấn đề đang diễn ra. Trung Cộng lên lớp và dạy cho Hoa Kỳ biết thế nào
về cách để mà có thể giải quyết vấn đề nhân quyền tại Hoa Kỳ và lên lớp. Cái ông Bộ trưởng Ngoại giao mới vừa lên, ông Blinken, cũng đã rất là thất thủ khi xin lỗi Trung Cộng rằng chúng tôi cũng có những sự thiếu sót của chúng tôi nữa, dẫn đến cái vấn đề ngoại giao của Hoa Kỳ đang một cái chỗ thật là rất là khó xử lý và dường như là bế tắc trong cái vấn đề nhân quyền khi bị Trung Quốc đưa ra một cái chiêu bài gọi là nhắm đến Black Lives Matter. Chúng ta thấy rằng đây là một trong những cái thất bại đầu tiên về vấn đề ngoại giao của Hoa Kỳ. Rồi ngoài ra đó, ông Biden cũng lên mạng và buộc miệng nói với ông Russia, ông Putin, rằng ông Putin là người kẻ giết người, và Putin lập tức chống chế và yêu cầu mời thảo luận trên đài hoặc là đối thoại ngang tay tay đôi, thì ông Biden lại trả lời là ô bây giờ tôi bận lắm, không có thời gian để làm việc đó. Chúng ta thấy rằng rõ ràng là có rất là nhiều sự khó khăn đối với cái chính quyền ngày hôm nay trong vấn đề ngoại giao, đối với Trung Cộng, đối với Nga Xô, rồi đối với Bắc Hàn cũng vậy. Bắc Hàn cũng từ chối và không hợp tác trong vấn đề ngoại giao với Hoa Kỳ. Làm sao đây làm cho chúng ta nhớ đến cựu Tổng thống Donald Trump, phải không quý vị, về những chính sách của Hoa Kỳ. Đất nước Hoa Kỳ của chúng ta có những chính sách rất là tốt, ngoại giao rất là tốt, và được nước ngoài chúng ta tôn trọng Hoa Kỳ. Nhưng mà ngày hôm nay thì hoàn toàn là như vậy, không có gì cả. Đối với vấn đề ngoại giao, Andrew cũng tiếp nói tiếp thêm sơ trong cái vấn đề của Trung Đông. Như vậy thì bản đồ Trung Đông như thế nào trong vấn đề chính sách ngoại giao của Hoa Kỳ? Trong tờ báo Politico ngày hôm nay cũng cho chúng ta biết rằng là ông Biden và nội các của ông Biden đã hạ cái vấn đề ưu tiên của Trung Đông xuống, và họ không còn lấy Trung Đông làm vấn đề đầu tiên nữa. Một trong ba cái nhân viên quan trọng mà ông Biden đã đưa vào nội các của mình đó là những cái người như sau. Bà Kathleen Hicks là và nhân viên trưởng văn phòng của văn phòng của ông Biden cũng là Kelly Massaman. Tất cả những người này đều là những người chuyên gia chiến lược về Trung Cộng, cho nên ông đã xoay quanh mình với những cái người cố vấn về chuyên gia về Trung Cộng, và coi như là vấn đề Trung Đông của ông Joe Biden thì hoàn toàn không hề có đề cập gì cả trong vấn đề ngoại giao của ông. Ông chỉ có gọi điện thoại trực tiếp cho ông thủ tướng của Do Thái là Benjamin Netanyahu cách đây một tuần mà thôi, và để nói chuyện sơ sài thôi, chứ còn thật ra cũng không có vấn đề giữ an toàn cho Trung Đông gì cả. Và ngay cả vấn đề là hợp tác với Saudi Arabia, ông cũng nói rằng ông cũng sẽ chấm dứt cái chương trình hợp tác đó, và khiến cho một số các phần tử chống Hoa Kỳ đã đánh bom vào Iraq hôm tuần trước, và chúng ta cũng không thấy một chính sách nào cho rõ ràng về vấn đề ngoại giao, kính thưa quý vị. Qua đó Andrew thấy rằng đất nước Hoa Kỳ của chúng ta hiện đang đứng trước những cái cơ hội bị tấn công từ rất là nhiều hướng, và chúng ta cần phải cầu nguyện để cho cái vấn đề quản lý cũng như những chính sách của Hoa Kỳ đối ngoại cũng như đối nội được trở nên tốt hơn. Và phần cuối của chương trình ngày hôm nay, Andrew cũng muốn trình bày cho các bạn một cái điều, một bản tin nghe khá rất là buồn cười, nhưng mà nó là thực tế của cuộc sống của chúng ta. Kính thưa quý vị, theo tờ Epoch Times báo cáo rằng Hoa Kỳ đã phải chi ra trong cái quỹ hỗ trợ kích thích kinh tế vừa qua 4.3 tỷ đô la để dành cho cái ngân sách giúp cho di dân lậu. Bản tin được đọc như sau: khi người Mỹ bắt đầu nhận được đợt hỗ trợ kinh tế gần đây nhất, một phân tích cho thấy khoảng 4.3 tỷ đô la cũng được chuyển tay đến những người nhập cư bất hợp pháp. Trung tâm nghiên cứu nhập cư ước tính rằng 2,65 triệu người nhập cư bất hợp pháp đều có số an sinh xã hội và được cấp cho họ để họ có thể tạm thời lưu trú ở Mỹ chờ đợi cái diện di trú của họ được quyết định. Theo ông Steven Camarota, giám đốc trung tâm nghiên cứu nhập cư, nhóm người nhập cư bất hợp pháp này có thể được mô tả là những người nước ngoài tạm thời hiện diện mà không có tư cách di trú tại Hoa Kỳ. Những cá nhân này đang ở trong nước bất hợp pháp và có thể bị yêu cầu xuất cảnh bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, theo hệ thống hiện tại, họ vẫn được cấp giấy phép làm việc và số an sinh xã hội.
Ông nói, chúng bao gồm hành động hoãn lại đối với những người đến từ thời thơ ấu, có nghĩa là những dạng nhỏ đó, khi được từ nhỏ đã được ra cha mẹ đem qua Mỹ, và những người nhận tình trạng bảo vệ tạm thời. Ngoài ra, Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ đã cấp 882.000 giấy phép làm việc và số an sinh xã hội cho những người nhập cư bất hợp pháp khác trong năm tài chính 2020. Phân tích nêu rõ, những người này bao gồm những người xin tị nạn, những người nộp đơn xin điều chỉnh tình trạng và tạm ngừng trục xuất, một trong số các hồ sơ khác. Theo ông Camarota, không bao gồm 1,8 triệu người nhập cư bất hợp pháp mà cơ quan an sinh xã hội ước tính sử dụng số an sinh xã hội không khớp với tên của họ, có nghĩa là sử dụng số an sinh lộ. 600.000 người khác có số an sinh xã hội từ khi họ ở trong nước hợp pháp nhưng đã ở quá hạn thị thực. Camarota nói đơn giản là không có gì phải bàn cãi, hàng triệu người nhập cư bất hợp pháp sẽ nhận được hàng tỷ đô la từ khoản cứu trợ COVID của Hoa Kỳ. Điều này làm nổi bật một thực tế còn đáng lo ngại hơn. Những người nhập cư bất hợp pháp đang được cấp số an sinh xã hội với một số lượng rất lớn. Đây là một dấu hiệu rõ ràng cho thấy Mỹ đơn giản là không nghiêm túc trong việc thực thi luật nhập cư của mình đưa ra. Những người xin tị nạn thường được cấp phép làm việc trong khi thời gian chờ đợi vụ việc của họ được xét xử, bất kể kết quả của đơn đăng ký như thế nào, trong khi gần 90% những người tuyên bố nỗi sợ hãi đáng tin của họ khi trình diện tại biên giới đã vượt qua cuộc kiểm tra ban đầu, ít hơn 20% cuối cùng được thẩm phán nhập cư cho phép tị nạn. Đối với người Trung Mỹ, con số đó ít hơn 10%. Nhiều người nhập cư bất hợp pháp để nhận 4.38 tỷ đô la trong xét hỗ trợ kinh tế. Trong đợt tăng biên giới cuối năm 2019, biên giới phía Nam trở nên quá tải đến mức hầu hết nhiều người nước ngoài bất hợp pháp thậm chí không yêu cầu bồi thường, cũng cho biết rằng họ sẽ vẫn được nhanh chóng đưa vào Hoa Kỳ, đặc biệt nếu họ có trẻ em đi cùng. Theo Kevin McLennan, quyền thư ký nội an nội địa, ngày 12 tháng 7 năm 2019 ở Yuma, Arizona, có khoảng 25% người vượt biên trái phép tuyên bố rằng họ có nỗi sợ hãi đáng tin cậy từ chính quyền Mexico. Vào ngày 12 tháng 7 năm 2019, đó là thông báo tại Yuma ở Arizona, và chúng ta thấy rằng đây là một trong những cái phần báo cáo mà Anthony Pozanic cho biết vào ngày 17 tháng 4 năm 2019. Đó là một thực tại cuộc sống cũng như là chính sách nhập cư của Hoa Kỳ mà qua tờ báo này cho chúng ta biết. Bây giờ chúng ta nhận họ vào Hoa Kỳ rồi, chúng ta phải có trách nhiệm nuôi lo cho họ, trong khi đó bản thân của Hoa Kỳ thì cũng có rất nhiều sự khốn khó, nhất là về vấn đề bão tố vừa qua, thiên tai, rồi nhất là về vấn đề kinh tế bị đóng cửa, các gia đình không có công ăn việc làm, rồi con cái của chúng ta cũng không được đi học, trường học thì đóng cửa nữa, và chúng ta đang đối diện với một cái đất nước, một cái tình hình gọi là cả thế giới, chứ không phải chỉ riêng các nước khác. Đồng ý rằng chúng ta có quyền có thể mở rộng vòng tay để giúp đỡ các nước khác, nhưng mà ngày hôm nay thì đối với Hoa Kỳ đó, thì chính quyền bắt chúng ta phải ở nhà và cách ly và đeo khẩu trang và làm đủ thứ mọi thứ rất là khó khăn và chật vật. Trong khi đó, đối với người nước ngoài cho ông thả lỏng. Như vậy thì chính quyền Joe Biden một lần nữa cho chúng ta thấy rằng chính sách điều hành đất nước của họ đã đem đến rất là nhiều sự thắc mắc cho dân chúng, và liệu 100 ngày của ông Joe Biden đầu tiên, 100 ngày đầu tiên của ông Joe Biden trôi qua có êm ả hay không, hay vẫn sẽ gặp nhiều sóng gió đằng trước. Điều đó sẽ để dành câu hỏi và sự trả lời cho các bạn quý khán thính giả. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Góc nhìn Andrew Lê. Kính thưa các bạn, Andrew đang ở tại biên giới của Mexico và Hoa Kỳ, tới một cái trung tâm nó gọi là San Isidro Land Port of Entry, có nghĩa là cổng nhập khẩu của Hoa Kỳ để bằng đường bộ ha. East Pedestrian là cổng về phía đông của San Isidro Land Port of Entry, có nghĩa là cổng nhập cảnh Hoa Kỳ. Đây là cổng nhập cảnh Hoa Kỳ biên giới Mexico, đi về hướng Mexico, về hướng đó. Đây là cái cột cờ biên giới
Và chúng ta thấy rằng là đó là cái tàu, cái train, cái tàu tàu điện. Đây là trạm cuối cùng của tàu điện. Và các bạn có thể đi cái tàu này từ Santa Ana đi thẳng về tới cái tàu điện này để có thể đi qua biên giới, nó gọi là thành phố Tijuana hay còn gọi là TJ. Đây là trung tâm. Giờ này chúng ta vẫn còn thấy rất là nhiều người nhập cảnh vào Mỹ. Và đây là những người hiện bây giờ thì Hoa Kỳ chỉ cho essential travel, có nghĩa là đi nhập cảnh Hoa Kỳ theo dạng cần thiết thôi. Đây là những người họ đi xe buýt tới đây để họ lên tàu và họ chạy về hướng Los Angeles hoặc là đi xa hơn nữa từ vùng biên giới. Tại nơi đây thì có rất là nhiều dịch vụ, vừa taxi cũng như là dịch vụ đổi chuyển đổi tiền, mua vé. Và chúng ta thấy bây giờ mình vào trong nha. Vào trong. Tối hôm nay là một chương trình du lịch bỏ túi cũng như là tìm hiểu về tình hình tại biên giới của Hoa Kỳ. Xem thử là biên giới của Hoa Kỳ rất là thật sự là đóng cửa giống như là chính quyền của Biden đã nói hay không. Ông có nói là biên giới đã đóng cửa rồi, thật sự không biết là có đóng cửa hay chưa. Đó. Chúng ta vẫn thấy là những người ra vô, họ vẫn còn đi. Đây là trung tâm nè, US Border Custom Border Control. Trung tâm này được thành lập và xây dựng dưới thời của Tổng thống Barack Obama năm 2014. What's your name? Thank you. Anh cảnh sát của biên giới nói rằng là mình có thể đi qua Mỹ, nhưng mà bạn khi mà bạn vô trở lại nước Mỹ thì bạn sẽ phải bị xét. Bạn phải bị xét. Đây là cái trung tâm, những cái tòa nhà chống Covid, cái trại nó vẫn còn đây để kiểm tra Covid. Các bạn nào họ đi đường bộ ban ngày có thể là họ quá nhiều cho nên họ phải đi vào đây. Thank you. Okay, so just walk to the wall, that's it? Yeah. Okay. Yeah, don't cross the turnstile, okay? Okay. Okay. Thank you. Yeah. Thank you. We are a tourist channel. Yeah. Yeah, that's what I'm saying. Thank you. That's fine. Thank you, sir. Share to all your friends. It should be. Yeah. There's a mall across the middle. So basically, the border is not close, is Actually, it? Actually, I'd rather you not be filming me while I'm talking to you. Just... like I said, you want to do the tourist thing, go around. Okay, here. Okay. So right now the border is for essential travel only. Yes. Okay. So let my friend know they don't cross the border. Hôm nay thì đa số là các cổng di trú đã đóng cửa và cái người mà làm di trú này họ cũng không cho phép mình quay phim họ. Và họ nói rằng là mình có thể đi bộ vào biên giới, đi bộ ra bức tường để biết cái công việc ở đây. Let's go. Đây, các bạn thấy cái chữ là Para Mexico, đi về hướng đất nước Mexico. Vùng biên giới rất là sạch sẽ ha, và rất là gọn gàng. Đó. Đây là cái bức tường biên giới. Nếu các bạn muốn đi qua biên giới á, thì
có thể đi ra hướng này. Đây là cái bản đồ của toàn bộ cái khu biên giới này. Các bạn thấy hình bên này á là xe đi vào Hoa Kỳ nè. Đó, cả hàng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 làn xe. Thì các bạn thấy mình đang ở đây nè. Mình đang ở ngôi sao này, có nghĩa là đi qua khỏi bức tường này. Thì đây là cái khu nhà số 2 này á, là cái khu nhà hải quan Hoa Kỳ. Cái số 1 này hồi trước á là nó là cái trung tâm tòa nhà biên giới quốc tế. Hồi xưa là nó nằm ở đây. Bây giờ là mình đang ở cái khu này đó. Đó, nó là cái tòa nhà mà quốc tế hồi xưa á. Đây là cái khu cổ, di tích cổ. Bây giờ cái tòa nhà này đã dời về cái tòa nhà mới ở đây. Bây giờ mình sẽ đi lên đó ha. Để coi. Ok. Tình hình biên giới là có vẻ là trống trải và giống như là lệnh của ông Biden cũng như là nội các là biên giới bây giờ tạm thời đóng cửa, chỉ cho những cái dạng du lịch cần thiết mà thôi. Và đồng thời là tất cả các những người nhập cảnh vào Hoa Kỳ đó thì phải đóng trại và ngủ lại bên kia biên giới hết. Bây giờ mình phải đi qua cái khu vực nào mình có thể quan sát để xem thử là họ đóng trại và ngủ như thế nào, tình hình biên giới ngày hôm nay ra làm sao. Mình phải đi. Và đêm hôm nay khí hậu bên ngoài trời là khoảng cỡ tầm 17-18 độ C, cũng khá là lạnh. Bước vào cái vùng này, cái tường này, sau đó bước qua cái cổng này. Xin chào anh Ken. Anh cho biết là tối hôm nay anh đi đâu đây ạ? Dạ, chúng tôi đi tham quan cái khung cảnh border between United States and Mexico. Dạ, first time nước Mỹ. Đây là lần đầu tiên hả? Lần đầu tiên. Mới anh quá. Anh đi đến đây xin hỏi anh là anh có cảm giác như thế nào về cái sự an toàn? Đây là hành khách của mấy cô trở về Hoa Kỳ. Mexico. Mấy người chắc nên đi làm việc về đó rồi bây giờ mình chờ lại. Hello sir. Để hỏi thăm ông trả lời phỏng vấn ông chút xíu ha. Không. Đây là những người gọi là đi làm việc chắc. Đây là hỏi cô này nè. Hi, can I have an interview for you? Can I have an interview, a question? Uh-huh. Where are you going? Okay. You go back to TJ? Yeah. Oh, you going home? No, I'm just temporary. Oh, temporary? Just go for tourists? Yeah. Oh, visit? Okay. Well, good night. It still looks like you're in a hurry. Come. Một số người họ đang rất là bận rộn phải đi gấp. Hey, how are you? Oh, what are you selling? Nothing, sir. Oh, just food? And what you want? Oh, you're selling, okay. Well, I come back for it. Alright, sir. Yeah. Thank you to visit Mexico, Tijuana. Oh, is it Tijuana? No, not yet. Not yet? Okay, let's go. Keep going. Thank you. Okay, các bạn thấy đây là cái tường rào biên giới mà Tổng thống Trump đã xây. Đây là cái độ cao của nó đây. Đúng rồi đó. Dạ, yeah, cái bức tường biên giới của Tổng thống Trump xây đó là nó cao như thế này. Và các bạn thấy không, đâu có thể dễ mà trèo qua được. Nó rất là cao. Dạ, yeah. Cao kinh hồn luôn á. Cao chót vót là cao qua khỏi trụ đèn luôn. Bên này thấy rõ hơn nè. Đó. Và đây là cái cửa Mexico. Khi mà các bạn bước qua cái cửa này rồi á là coi như là các bạn về Mexico đó. Không, một đường đi thôi, một đường đi duy nhất. Ok. Tại sao có nhiều người người ta muốn qua Mỹ mà có những người này lại đi về? Ồ, cái anh này đi chiếc xe đạp vô luôn rồi. Đó, hay không? À, là những người này đi làm hả? Mấy người này đó là
à. Người ta có một cái giấy phép là permit temporary worker à. Người ta đi vô rồi người ta được quyền đi về vô Mỹ đi làm à, temporary working permit. Ban ngày đi làm xong rồi ban ngày lại đi mẹ nó nhanh dữ vậy. Have to go hurry. Anyway, temporary worker là vậy. Ok, temporary worker. Ok, temporary worker, hiểu rồi. Yeah. Bây giờ mình sẽ đi xuống để coi có một vài người nào để mình phỏng vấn thử ha. Thôi, bây giờ mình phỏng vấn mấy người này thì tất nhiên là họ ra khỏi nước Mỹ rồi. Họ cũng chẳng có gì để chia sẻ thú vị đâu. Mình phải đi tìm những người nào mà họ vô được nước xứ tự do kìa. Đây là những người từ xứ tự do đi về xứ đau khổ. Nhưng mà đó là nhà của họ và họ qua Mỹ để đi làm, nhưng mà bây giờ họ quay trở về nhà của họ. Anh chàng này là đi bán đồ ăn hả? Mua từ Mỹ anh đang qua Mexico bán. Chắc vậy quá. Hello. Hi hi. Ừ. Ta thấy cái vùng biên giới này xây rất là kiên cố ha. Ở đây nó có cái cầu thang đi đâu đây? À, lên cái cột đèn thôi chứ không có gì. Trên đó nó cũng có hàng rào. Hàng rào khắp nơi ha. Rất là an toàn, coi như là không ai có thể leo trèo gì qua đây được hết á. Mà cũng không thể nào mà đào lỗ mà chui qua được. Khu vực này thì nó rất là an toàn. Nhưng mà có những cái khu vực ở những cái vùng biên giới mà giữa Texas hay là Arizona với lại Hoa Kỳ thì nó rất là trống vắng. Chỉ riêng một mình Texas thôi á, là cũng đã 1.000 dặm đường biên giới. Để mình coi cái này thôi. À, khu này là cổng ra vô. Cổng ra vô thì như chúng ta thấy trên hình đó. Thì để xem thử coi là có bao nhiêu xe hơi ra vô nha. Coi thử coi. Ok. Nhìn xem xuống thì chúng ta thấy cũng khá là nhiều. Cũng khá là nhiều xe cộ đang đứng xếp hàng ở dưới đó để vô lại Hoa Kỳ. Chúng ta chỉ thấy xe hơi thôi chứ không thấy người đi bộ ha. Ít thấy người đi bộ. Ok, và thậm chí là nếu có người đi bộ đó thì đây cũng là khu vực mà gọi là đi vào đi ra hợp pháp, chứ nó cũng không có phải là cái khu vực để tập trung đi vào bất hợp pháp, cho nên nó rất là ổn định. Chúng ta thấy khu vực biên giới ở đây rất là sạch sẽ và có cây hoa rất là văn minh hiện đại. Trong khi đó thì có lần Andrew cũng đã đi qua bên khu TJ rồi, thì nó rất là lộn xộn và nói chung là nó không có sạch sẽ giống như ở đây. Tại vì ở đây thì họ có ngân sách đặc biệt dành cho khu biên giới quốc tế. Nhìn giống như là một cái khu công viên rất là ngăn nắp sạch sẽ, thơm nữa, không có ai xí bậy đây hết, cho nên là rất là thơm tho. Cái đường này nó vô trở lại cái đường hồi nãy mà mình gặp mấy ông quan chức đó, hải quan đó. Yes, 24 tiếng đồng hồ mới thông quan được. À. À. Như vậy thì hiện bây giờ tất cả những cái con đường mà ra vô Hoa Kỳ được siết chặt lại hết, coi như là không đúng đúng như ông Biden đã tuyên bố. Có nghĩa là các bạn hãy đến đi Hoa Kỳ, chúng tôi yêu thương và đón chào các bạn, nhưng thật ra bây giờ thì đã khác rồi các bạn ơi. Bây giờ các bạn không thể nào đến tự do được nữa. Đó. Rồi đó là nơi mà nãy giờ chúng ta thấy đó. Đó là nơi hoàn toàn bây giờ là cấm khẩu hết rồi, không cho vào nước Hoa Kỳ nữa.
Cho nên một cái lệnh, một cái sự kêu gọi của ông Biden là hãy đến đi Hoa Kỳ, chúng tôi sẽ chào đón các bạn. Thì bây giờ là những người di dân đã rất là buồn bã, tốn kém hết bao nhiêu tiền bạc để mà hy vọng là sẽ được có một cuộc sống mới tại Hoa Kỳ, thì hoàn toàn vỡ mộng rồi các bạn ơi. Đây là cái tàu lửa hồi nãy mà mình thấy. Đây là một cái gọi là McDonald's Trolley Station, bán McDonald's cho những người qua được biên giới Mỹ, thì họ được chào đón bởi một món ăn khoái khẩu của thế giới, McDonald's. Bây giờ mình đi qua hướng bên kia chú anh Ken, cái bộ qua bên kia thử coi. Ở đây mình nghe nói là có những tình trạng giật dọc hay là tệ nạn, nhưng mà thật ra còn nãy giờ đi chẳng có ai hăm he gì mình hết, mà mọi người rất là dễ thương, đúng không ạ? Chẳng ai hăm he, chẳng ai làm phiền mình hết, mình muốn đi đâu mình đi à. Khi Andrew nhớ cách đây hình như trước cái lockdown của Covid á, thì hoàn toàn đó là một cái sự sập sệ và rất là lộn xộn ở bên kia biên giới. Khi mà vừa xuống qua khỏi cột biên giới đó thì có rất là nhiều taxi giống như là Việt Nam vậy đó, và rất là nhiều người đến đó để mà chào mời đi taxi, và họ chở chúng tôi đi vào gọi là trung tâm hành chính cũng như là nơi du lịch của cửa khẩu Tijuana. Và tại đó thì các bạn có thể là đánh bài, đánh bạc, có những quán cà phê ăn nhậu suốt đêm, có những cái chỗ bán hải sản, những cái ly cocktail của theo kiểu Mexico, có thể ăn được burrito, những cái quán nấu ngoài đường rất là đông. Những cái khu thương mại, phố đèn đỏ gọi là Hồng Kông 1, Hồng Kông 2 thì cũng rất là nhiều ở bên đó. Mình chỉ đi để mà khám phá khu vực biên giới và cách sinh sống như thế nào. Đó là cái nơi sinh sống. Hiện bây giờ cái khu cửa khẩu của San Diego cũng không phải là hoàn toàn đóng cửa, nó vẫn để mở cửa cho những người đi qua đi lại và những người được vào Hoa Kỳ một cách hợp pháp. Và đây là một cái phiên phóng sự rất là nhỏ bỏ túi để giúp cho mọi người thấy rằng hiện bây giờ cửa khẩu đã hoàn toàn là đóng lại cho tất cả giao thương về hành vi du lịch hay là cho tất cả mọi người như thông thường trước đây, thì bây giờ đã đóng một cửa hoàn toàn hết rồi. Và cho những ai hy vọng rằng sẽ qua biên giới của Mỹ để tự do bước vào Mỹ thì hoàn toàn không có cả, và tất cả mọi điều đó đều đã đóng lại. Kính thưa quý vị, cảm ơn các bạn đã theo dõi tường trình đặc biệt của Andrew Lê cho chương trình của Phố Bonsai TV. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Bye bye.